Xin chào anh em. Video này thì sẽ hơi buồn một tí, tại vì chúng ta sẽ phải chia tay một người bạn. Người bạn này đã gắn bó với mình khá là lâu rồi. Đó chính là chiếc MacBook Pro của mình. Mình đã gắn bó với chiếc MacBook này khoảng 2 năm rưỡi gì đấy rồi, khá là lâu rồi. Nên đến hôm nay thì nó sẽ phải chia tay anh bạn này thôi. Vì hôm nay mình sẽ mua một chiếc MacBook mới và mình sẽ dẫn anh em đi cùng mình nhé. Chào bơ, nhìn tí nha. Ok, vậy là tạm thời chúng ta đã xong với chiếc MacBook. Mình sẽ cho các bạn xem. Đây là chiếc MacBook mới của mình. Đã phải chia tay anh bạn cũ đang ngồi kia cả lại máy rồi. Thì đây là chiếc MacBook Pro đời 2019 16 inch. Cấu hình là gì mình sẽ để trên màn hình đây cho các bạn xem. Nó bật lên đây rồi. Có một vài lý do tại sao đến bây giờ mình vẫn dùng MacBook. Mình đã dùng qua đời MacBook 2013, 2015, 2017 là chiếc máy hôm nay chúng ta chia tay, và bây giờ là 2019. Thì ở trong video lần trước có một vài bạn hỏi mình là anh ơi dùng máy gì để edit video này, anh ơi dùng máy gì để edit ảnh. Thì lý do tại sao bạn nên chọn MacBook thì đây, sau đây sẽ có một vài lý do nhé. Mình đã list ra chuẩn bị cho anh em rồi. Đầu tiên. Rồi ok, nhưng vấn đề ấy, thì cái video này mình đã quay tận 6 tháng trước rồi. Xin lỗi anh em vì mình hơi lười đến bây giờ mình mới làm nốt cái video này. Thì sau 6 tháng ấy, mình có một vài suy nghĩ khác về chuyện tại sao dùng MacBook. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ lại với anh em nhé. Thì lý do đầu tiên, lý do lớn nhất tại sao anh em quay phim chụp ảnh nên suy nghĩ đến chuyện dùng MacBook ấy, thì đó chính là vì cái này và cả vì cái này nữa. Hơn thế nữa là ngoài những cái phụ kiện đấy thì chúng ta còn có cả AirDrop này, iMessage. Tại sao mình lại nói những cái đấy quan trọng với những người làm sáng tạo nhá, những người làm phim hay chụp ảnh như mình ý. Thì ví dụ nhá, là anh em quay phim chụp ảnh trên điện thoại chẳng hạn, việc mà gần như ai cũng làm đúng không, em có thể dễ dàng AirDrop cái file ảnh đấy, file phim đấy sang MacBook và để sẵn sàng edit. Thêm về nữa, khi anh em kiểu như là đi ngoài đường, anh em cũng có thể ví dụ đang dùng cái tai nghe này kết nối ở trên điện thoại của anh em. Em vào cà phê, anh em cũng chỉ cần một bấm thôi là nó chuyển cái tai nghe này từ điện thoại sang MacBook cho anh em. Lý do cuối cùng mà to nhất ý là rất nhiều lúc kiểu như cái MacBook của mình nó không chịu được một cái project này quá nặng. Lúc này việc mình cần làm rất dễ dàng thôi, mình phải AirDrop cả cái project đấy từ MacBook sang chiếc iMac Pro của mình. Anh em không nghe nhầm đâu nhá, chúng ta có thể AirDrop hẳn một project. Mình đã từng AirDrop cái project rơi vào khoảng 40 mấy 50 GB từ MacBook sang iMac và mình dựng thoải mái trên iMac. Cái hệ sinh thái mà Apple xây dựng được xung quanh mỗi sản phẩm của họ ấy, thì mình thấy nó làm cho workflow của mình, nhất là trong việc quay phim, chụp ảnh, chỉnh ảnh, xong rồi gửi từ máy tính, gửi từ laptop sang điện thoại để post lên Instagram. Tất cả mọi thứ nó rất là nhanh, rất là đơn giản, chỉ một vài nút bấm thôi là các bạn đã có thể chuyển được file, chuyển được ảnh. Thì đấy chính là điều, lý do tại sao mà mình dùng MacBook để mình làm việc. Hệ sinh thái không có gì để chê, làm bằng máy to, máy nhỏ, phụ kiện to, phụ kiện nhỏ đều được hết. Rồi, đó là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai tại sao mình nghĩ các bạn nên suy nghĩ chuyện dùng MacBook thì đó chính là vì mình thấy nhá, cái màn hình của MacBook là màn hình đúng màu nhất. Nói đến đây chắc chắn nhiều anh em sẽ đi dùng cái phần comment và cãi nhau là kiểu như là đúng màu nhất là đúng thế nào, nó chỉ có từng này phần trăm sRGB, từng này phần trăm RGB, có rất nhiều máy khác kiểu như là phần trăm nó cao hơn. Tuy nhiên đối với mình ấy, đúng màu nhất ở đây không phải là đúng về những cái chỉ số đấy. Mình sẽ giải thích cái sự đúng màu đấy ở đây là thế nào. Ví dụ các bạn hãy thử nghĩ nhá, iPhone, iPad, MacBook, iMac là những cái màn hình mà mình cảm thấy màu sắc nó chân thật, nó không bị quá đậm, nó không bị quá nhạt, và nhất là những cái màn hình đấy màu đồng nhất với nhau nhất. Tức là khi các bạn xem màu trên iPhone nó giống việc các bạn xem màu trên iPad, giống với việc các bạn xem màu trên MacBook, giống với việc các bạn xem màu trên iMac. Vậy nên việc đấy sẽ dẫn đến cái gì ạ? Thì ví dụ mình chỉnh ảnh ở trên MacBook của mình có bắn nó sang iMac, bắn nó ra iPad hay là bắn nó vào iPhone cho người khác
xem trên iPhone, iPad hay iMac thì màu sắc nó đều đồng nhất với nhau. Và không biết các bạn thế nào nhưng mà đối với mình, khách hàng của mình xem rất nhiều sản phẩm mình làm ra ở trên iPhone này, hoặc xem YouTube ở trên iPad, và rất nhiều khách hàng doanh nghiệp xem cái file của mình gửi cho họ ở trên máy iMac. Và đó, giải thích thì hơi dài dòng một tí, nhưng mà việc chỉnh màu video, chỉnh màu ảnh của mình làm trên MacBook, sau này mình gửi cho những người dùng những sản phẩm của Apple thì mình tin là cái màu mình thấy cũng chính là cái màu họ thấy. Và đó, đó chính là khái niệm đúng màu nhất của mình. Rồi, đó là hai lý do rồi, về chúng ta sẽ lý do thứ ba. Một lý do mình thấy là gần như là quan trọng nhất trong việc chỉnh ảnh và chỉnh video, đó chính là trackpad ở trên MacBook. Nói thế nào nhỉ, mình đã trải nghiệm khá nhiều máy Windows, kể cả những dòng máy 60-70 triệu rồi, nhưng mình cảm thấy là chưa có một máy Windows nào cái trackpad nó được nhanh, mượt và phản hồi tốt như của MacBook. Nhiều bạn sẽ bảo mình là kiểu chỉnh video, chỉnh ảnh nhiều lúc các bạn sẽ phải vẽ cái này, phải tô cái kia, dùng trackpad làm sao được, kể cả dù cho nó tốt đến đâu. Lúc đầu mình cũng nghĩ thế các anh em ạ, nhưng từ khi mình dùng MacBook rồi thì mình bỏ hẳn con chuột của mình ở nhà. Và vậy là thêm một thứ nữa mình không cần phải nhớ mang theo mỗi khi mình ra ngoài. Tất cả những việc từ kiểu xóa mụn này, tô cái kia ở trong ảnh, trong Lightroom hay trong Photoshop, hay việc kéo này, kéo cái kia, vẽ masking các thứ trong video, mình làm hết trên trackpad của MacBook. Đấy là ba lý do lớn nhất mà tại sao đến bây giờ mình vẫn chọn một chiếc MacBook để làm content này, chỉnh video, chỉnh ảnh các thứ hàng ngày. Tuy nhiên vẫn còn một vài lý do khác, tuy là nhỏ hơn nhưng mình nghĩ cũng khá quan trọng mà anh em cần suy nghĩ khi chọn chiếc laptop đấy. Thì lý do tiếp theo đó chính là MacBook là một trong chiếc laptop nhỏ, nhẹ và đẹp nhất trong những chiếc laptop mình biết. Chúng ta sẽ phải xét đến vấn đề nhỏ và nhẹ. Với anh em nào cũng quay phim chụp ảnh ấy, thì chắc anh em biết là việc mang một cái ba lô mười mấy cân bao gồm một cái body, hai cái lens, xong rồi kiểu một đống phụ kiện, xong rồi flycam các thứ, nó đã mệt mỏi thế nào rồi. Nếu anh em nhét thêm vào trong ba lô đấy một cái Alienware nữa chẳng hạn, 5kg, xong thêm cục sạc của máy đấy khoảng 1 cân nữa thì phải, thì lúc anh em sẽ rất mệt đấy anh em ạ. Còn khi nhìn sang MacBook thì cái số cân nặng đấy nó chỉ rơi vào khoảng 2,5 cân, nhưng mà cùng lắm là 3 cân gì đấy, tùy vào chiếc MacBook của các bạn. Bạn nào mà dùng mấy cái MacBook kiểu như là 12 inch ấy thì thôi rồi. Còn về vấn đề đẹp thì sao? Đây là vấn đề mà mình thấy là mỗi người có một tiêu chuẩn riêng. Với mình thì MacBook nó trông đơn giản, nhẹ nhàng, đẹp, gọn, mỏng. Còn mấy nhiều anh em khác, em thích máy to một tí, thích đèn LED RGB một tí thì đấy là tùy anh em. Mà cứ nói đến đây, anh em mãi rồi thì có một vấn đề, một lý do tiếp theo mà mình nghĩ sẽ rất thuyết phục đối với các chị em hoặc là những anh em low tech như mình. Đó chính là việc sử dụng MacBook rất là dễ. Nó là dễ tại sao? Thì ví dụ so sánh thử nhé, là khi các bạn mở chiếc MacBook mới ra, chưa cài bất kỳ gì nhé, các bạn có thể sử dụng gần như là luôn. Các bạn sẽ không cần phải cài driver của loa, không cần phải cài driver của màn hình, không cần phải cài driver của chỗ này, không cần cài driver của cái kia, giống như trên chiếc laptop Windows mình đã từng dùng. Thêm đấy nữa, việc cài đặt phần mềm các thứ đối với mình trên chiếc MacBook chưa bao giờ là vấn đề cả. Mọi thứ chỉ có click và thả. Khác với việc ngày xưa mình dùng máy Win, mình sẽ phải đi tìm cái dòng lệnh này, mình copy vào chỗ này, mình chạy chỗ này, mình chạy chỗ kia, xong mình phải crack, mình phải mở chương trình này, mình copy cái file nhỏ này thay cho file nhỏ trong chương trình đấy, xong mình phải xóa cái này, mình phải đổi cái kia, mình phải đổi tên cái này, đổi tên file của một phần mềm nào đấy. Nói chung là rất đau đầu anh em ạ. Vậy nên là anh em nào như mình chỉ dùng ít phần mềm thôi và không cần vọc vạch quá nhiều ấy, thì MacBook sẽ là một thứ mình thấy là rất phù hợp với anh em. Và nhân nói đến chuyện phần mềm thì tại sao đến bây giờ mình vẫn dùng MacBook ấy, thì đó chính là vì có những phần mềm chỉ ở trên MacBook hay là chỉ ở trên macOS nó mới có. Ví dụ như là Final Cut, hoặc là với anh em nào làm âm thanh thì như là có phần mềm tên là gì, Logic Pro ạ. Mình không biết Apple đã làm thế nào nhưng họ tối ưu phần cứng dành cho phần mềm này rất là tốt. Mình đã từng dựng những cái file 4K rất là nặng mà Premiere không thể là chạy được, nhưng mình cho nó vào trong Final Cut, thậm chí là ở trên một cái máy ở cấu hình thấp hơn, nó chạy phà anh em ạ. Đó, đấy mình tin chính là ước mơ của rất nhiều anh em quay và dựng. Không biết anh em thấy thế nào chứ với mình mà kiểu cứ phải dựng video xong ngồi kiểu tạo proxy xong rồi kiểu lại chỉnh cái này đổi cái kia các thứ, đau đầu lắm anh em ạ. Thế là mình dùng MacBook và mình dùng Final Cut. Và rồi đến với lý do cuối cùng tại sao mình vẫn dùng MacBook, và mình khuyên anh em cũng như vậy, đó chính là vì chế độ bảo hành của MacBook khá là tốt. Trước đây khi mình dùng chiếc máy 15 inch 2017 của mình ý, mình sử dụng nó một cách khá là phá. Mình mang nó đi, mình để ở chỗ này, mình quăng quật chỗ kia, nó xước thế này, nó xước thế kia, và chuyện gì đến cũng phải đến. Cái bàn phím của chiếc MacBook ấy nó bị kẹt anh em ạ. Không biết về anh em thì thế nào nhưng đối với mình ý, thì cái chuyện kẹt đấy nó khá là vui. Lý do chính là vì chính sách bảo hành của Apple với những sản phẩm của họ khá là tốt. Mình chỉ cần mang cái MacBook của mình với cái bàn phím kẹt đấy mang ra ngoài trung tâm bảo hành, họ check cái series một tí, thế là họ đã sẵn sàng sửa bàn phím cho mình.
Và không phải chỉ sửa mỗi bàn phím không đâu nhé. Khi anh em thay cái bàn phím thì anh em sẽ được thay gần như tất cả những thứ ở phía bên dưới của MacBook đấy. Ví dụ như là thay bàn phím này, thay pin này, thay vỏ ở phía bên dưới này. Vậy là anh em đã có một chiếc MacBook gần như là một nửa phía dưới nó mới. Quá trình bảo hành này trước đây nó khá là khó khăn, tại vì anh em sẽ phải gửi máy đi nước ngoài rồi kiểu phải lằng nhằng này kia. Tuy nhiên ngay bây giờ ở Việt Nam đã có trung tâm bảo hành của Apple rồi, vậy là việc này nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên nói đến đây nhá, anh em vẫn phải chú ý một tí là cái việc bảo hành này sẽ tùy thuộc vào cái máy anh em mua như thế nào và cái cửa hàng mà anh em mua cái máy đấy. Ví dụ như với mình chẳng hạn, có một mẹo cho anh em đi mua MacBook là gần như mình không bao giờ mua MacBook mới, mình toàn mua MacBook cũ. Như anh em đã thấy trong video thì thường mình sẽ đến Hà Nội Mark, HN Mark, mình sẽ để link ở phía dưới cho anh em xem. Mình đến đấy và chọn một chiếc máy cũ. Thường thì mình sẽ nói các bạn nhân viên là chọn cho anh một cái máy cũ, xấu cũng được, xước cũng được, móp cũng được, miễn là nó có bảo hành dài, và nhất là nếu mà nó có Apple Care Plus thì càng tốt. Lúc này cái việc bảo hành của các bạn nó sẽ khá là dễ dàng. Thêm về nữa, trong thời gian vừa rồi mình có nghe đến cái tin là nếu anh em muốn bảo hành MacBook sẽ cần một cái hóa đơn khi anh em mua, đúng không? Mà mua máy cũ thì làm gì có hóa đơn. Tuy nhiên khi các bạn mua máy ở Hà Nội Mark thì mình được ông chủ ở đấy bảo là nếu ai cần bảo hành và ai cần hỗ trợ trong việc bảo hành đấy thì anh ấy sẵn sàng gửi cái máy của các bạn sang Sinh, sang Úc, sang một vài nước nào đấy gần gần Việt Nam và có thể bảo hành được dưới cái chế độ của bên nước của bên họ. Hà Nội Mark sẽ hết sức support cho các bạn về việc bảo hành sửa chữa MacBook của các bạn. Và thậm chí nếu các bạn làm hỏng cái gì đấy thì anh ấy cũng sẽ sửa cho các bạn với một cái giá khá là rẻ đấy. Video này thì không phải quảng cáo gì hết nhé, tại vì mình đã mua rất nhiều đời máy MacBook của mình ở Hà Nội Mark như mình nói rồi. Từ 15 inch 2010 mấy đến 15 inch 2017, xong đến 16 inch 2019 nữa. Và vậy thôi, đó là những lý do mình nghĩ anh em quay phim chụp ảnh nên suy nghĩ đến khi chọn chiếc laptop để dựng video hay chỉnh ảnh. Tất nhiên MacBook nó không phải hoàn hảo 100%, nó vẫn có rất rất nhiều vấn đề. Ví dụ như là chuyện chuyển file từ một chiếc điện thoại Android hay là kiểu như là cắm các thứ vào format các thứ ở trên MacBook, ở trên macOS nói chung thì nó hơi lằng nhằng một tí. Nhưng đối với mình, nó giúp cho mình làm việc khá là nhanh trong workflow về việc chỉnh ảnh, chỉnh video, làm những công việc liên quan đến mạng xã hội của mình. Và mình tin là nhiều anh em xem kênh của mình cũng có những nhu cầu như vậy. Không biết anh em nghĩ nào về những vấn đề này nhỉ? Chỉnh ảnh, làm phim nên dùng MacBook hay là dùng Windows? Comment ở phía dưới mình biết vậy nhé. Còn bây giờ thì chắc video đến đây thôi. Đã 6 tháng mình dùng chiếc MacBook kia rồi và không có gì để chê cả. 16 inch gần Mac option rất là mạnh. Anh em nào cũng muốn mua một chiếc máy như của mình thì hãy vào ngay link phía bên dưới đọc patch bạn anh Tùng. Biết đâu anh em sẽ có một chút giảm giá đấy. Còn bây giờ thì video đến đây là hết rồi. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.